quá wow rồi. Rồi. Con mực khiếp anh kia luôn các bạn. Dạ, đây ở khu vực này có mà tụ này cả nhà. Đây một con nữa. Wow! Wow! Thời tới rồi đã không nổi các bạn ơi. Quá trời rồi. Đấy, mình sẽ bắt được một con cua biển nữa nha. Có cua biển nữa hả? Ừ. Ở đây có cua biển nhiều luôn. Cua biển nha. Đó. Bạn thấy chưa? Không nước là khó bắt luôn đó nha. Biển đây. Cua biển các bạn ơi. Hết sảy còn vậy. Rồi, Dương xin chào tất cả các bạn đến với vlog của Dương nha các bạn ơi. Hello, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Dương sẽ đi dưới Phước An Nhân Trạch nha. Mình đi xuống cái khu dưới này cái gừng ngập mặn mà bỏ quan nha các bạn. Ở đây tôm tép rất là nhiều, với lại có tôm tích biển nữa nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái khung cảnh ở đây nha. Đây là người ta bơm cát hết trơn rồi, nhưng mà còn cái đường kinh này nè các bạn, đó là cạn nha. Mình xuống đây mình sẽ săn bắt cái này, mấy anh em mình săn bắt buổi sáng đây nha. Đi cũng hơi chùi xíu rồi. Rồi, rồi mấy... cả nhà mà thấy mà hay á, cả nhà cho mình một cái nút đăng ký và muốn subscribe và nút chia sẻ nha các bạn. Rồi, mọi người theo mấy anh em mình đi xuống dưới đi xuống dưới cái đường kinh cạn này nha. Đây, khu này người ta bỏ quan hết rồi. Nước tối nó tràn lên đây luôn nè. Còn cái kinh này thì cạn. Khu này người ta quy hoạch rồi bỏ quan hết rồi, chỉ còn có cái kinh này là có nước thôi. Còn ở trên là ta bơm cát hết trơn rồi đó. Đây là cái khu này đang bơm đây nè, nhưng mà người ta nghỉ Tết á. Ủa mình đi hình như lộn đường ở đây em. Đó. Nước còn nhiều nữa nè, hôm nay nước còn nhiều á. Hôm nay nước còn nhiều hơn bữa lắm đây. Không thấy con gan gì anh ơi. Tại mình đi chợ còn nhiều hết. Mình xuống đây mình thử cũng tích ha. Cái này là người ta bỏ rồi, bỏ rồi đó, mà người ta nói chung là lâu lâu đi thăm bữa vậy đó. Có tôm có mực bự thì người ta bắt còn cua biển luôn. Không có là thôi, ta không bắt. Cái chỗ này hôm bữa bắt con rồi nè. Cái này không cua biển ấy, phân tích nó bối xuống khúc là mày nó không có làm sâu nữa. Làm sâu nó có nó, còn khúc là nó ở bả. Rồi rồi, nè. Đây tôm con mạnh mạnh không các bạn. Đó. Mình... Ở đây tôm dữ dằn lắm á. Ôi, tôm thú nó mới búng đi. Đó, rồi sẵn con rồi, bắt được con sẵn con rồi. Nè. Rồi rồi. Tôm con nào đấy? Bạnh bạnh không á? Ở đây đó. Nè nhắc lên nè. Tôm thì ở đây lự chứ á. Tại kiếm tôm tích. Ấy, rồi nhảy, rồi rồi. Nhảy hết rồi. Tại kiếm tôm tích. Ở đây tôm cá thì đây. Chắc chưa xuống đây lần nào đúng không? Đi ra ngoài, ra ngoài. Cá đục, con nào cá đục. Nó tôm đó. Bắt kiếm tôm không hay luôn. Nghĩa là anh đây, anh phải chặn khúc nó đi theo đó, hiểu không? Em mọt, em phục chưa? Đấy, anh em ơi, vô anh em ơi. Vô không? Vô. Rồi, rồi, hồi dính của tôi xuống bự. Ôi, dính lục quá trời đã luôn mày. Hết biết rồi. Đây, tôm thì đây. Hụt xuống là dính, hụt xuống dính. Ôi, con mạnh kia luôn. Hả? Hả? Tôm này là tôm ở dưới quê mình thì kêu bằng tép bạc nha. Ở đây thì ta kêu bằng tôm thôi. Hả? Ôi. Con nào nó chán chán không nè. Mò tôm chán thì em chơi. Em dừng thu của biển đi. Dạ. Đó, chờ tôm. Vô có cây này cá nhóc luôn nè. Đây, đây là con tôm sú nè. Đây là không có bự nha, tôm sú con. Nói chung là cái này là ăn cũng được rồi. Trời ơi trời hút cái mấy con luôn lắm ơi. Rồi dục ngoài trời ơi.
không chụp lâu đó nhiều lắm. Em bên anh bên nè, thôi rồi bây giờ ôi con tôm chẳng chán không nè. Coi chừng có cua nha, đây có cua nha, lắm nó kẹp tê lắm á, dở lên là dính nó càng không á, cáo nó cáo mình đó rồi. Đắp hai mé trời. Giờ đắp nó ngồi đây luôn á. Không được thôi, cởi đi, không cởi đi. Tôm này dữ lắm tôm. Cởi đi cát mà, đắp được. Ăn con ngồi vô. Đâm hả? Mở đi, cởi đi. Mở đi, mở đi. Bây giờ, cầm. Không sao đâu chứ, bỏ. Ok. Con nào vô được vô, không vô không? Đúng. Đấy là đừng cho chủ với lại đừng cho nó gãy nha. Hốt cái nó đông. Dạ. Đó chạy ra đó. Ôi nó lên mé nè. Quá dở. Mấy cái giống này, mấy giống như thế này thì mình bao luôn tôm rồi. Bình bình. Tôm thì khỏi nói rồi. Không mò được rồi. Rồi dính dài. Hốt tay hai ba con nè. Đổ ra ngoài con thả bớt. Nè. Con đó là con chi vậy? Con nói con sình. Con chép mà nó chết rồi. Đây là con cá đục này. Đó, tôm nè. Ôi nó lừ như này chứ luôn. Trời ơi, bỏ ngoài không vậy? Con này dư giống gì? Thả bớt á mà. Này là mấy con cá này là cá bông cát nè, nó. Này cái này khô khô ngon cháy luôn á. Nè, này con nè. Ai con bự vậy? Vậy. Đâu đâu? Cá lòi nó vậy. Rồi cá đó. Tôm nè. Không cá. Ở giữa này hơi sâu ta. Bún nhiều hang. Nó kiếm được cái hang ngon. Ở đây một cái mé có cái hang là có hang có cua. Ô, người đắm luôn. Ghê không? Tới công chuyện rồi. Có công chuyện. Này, lần kia còn mê nữa, chưa đâu. Này gặp dưới quê mình cái là thôi rồi, bắt hết trơn mà không còn tới mình đâu. Chắc không còn đâu, xì 100%. Bún kìa, bún xe lưng nữa. Bún phạt phạt kìa. Em làm gì giờ, bún em làm gì giờ. Hồi bữa con tôm bự nó búng ngang cái lưng em á, mà em nói cá đó nó búng cái lưng em. Em nói cá gì bự quá anh Dương ơi đó. Em con tôm đó. Làm gì hả? Nó búng xèo ngang cái lưng em luôn. Cái áo mình không màu đẹp màu vàng. Con cua. Bự không? Cua biển. Nhỏ mà đâu bự đâu. Lượm. Kẹp. À, em bắt vào cho kẹp. Ô. Cầm nó cây. Quay đưa cua cây. Ô yeah. Cua các bạn, cua biển. Đây con cua biển nha. Em bắt mà con ơi, tôm như này nó đâm lự cho mọi nó là em đè nó xuống liền chứ. Rồi. Rồi chúng chúng là đè mày xuống liền chứ đâu để cho mày kẹp. Chưa vô hang à. Nè con tôm búng ra ngoài. Ê con tôm ảnh kì. Con tôm ảnh kì. À cá tôm cá cái đục cái tôm nha bạn. Một con tôm bành kì. Ờ này ít á, chúng nó bạn kì. Ơi, mình sẽ bắt được một con cua biển đó nha. Có cua biển nữa hả? Ừ. Ở đây có cua biển nhiều luôn. À, cua biển nha. À. Đây, à thấy chưa? Ở đây cua biển nhiều luôn. Ừ. À. Có mồi rồi, có mồi anh em ơi. Thôi bây giờ mình không ăn tôm tích đi, làm tôm tích à, không ăn rồi đúng không? Ừ. Bây giờ mình ăn cua biển. Cua biển thôi. Cái gì vậy? Gấm quá lửa anh em ơi. Chừng đó. Quá rồi. Mặc luôn. Quá bự lên em ơi. Không, trả lên đây. Bằng ngón tay hút không? Quá chạy luôn bằng công tay anh em ơi. Đâu bằng công tay là ba lớn. Quá bự chưa kìa. Dính chưa? Dính rồi, dính rồi. Trời ơi, chạy cái đầu sình không. Đâu, đâu, trả lên đây. Anh em ơi, con cúp anh em ơi. Quá trời con cúp rồi. Không quay đâu, quay đâu, quay. Quá trời con cúp anh em ơi, bành kia luôn. Đâu, rửa sạch đây, rửa sạch đây. Quá rồi. Trời ơi. Con thấy kìa. Ê, ê, ba ơi. Quá tràn anh em ơi. Đây, em lợi mình vừa bắt được con cúp bự. Đây con anh em ơi. Có nữa hả? Hai con. Wow. Đó. Hai con luôn. Hai con luôn. Là hai dây chậm đó hả? Hai chậm.
Ủa, hai con hả ta? Hai con luôn. Càng đúng đẹp, to đục. Đây con cái nha các bạn. Đây là con đực nha các bạn. Quá rồi. Em bò đục với hang này là có cúng nữa lắm ơi. Em lượm đang xuống dưới chặn cái lưới ở dưới nha các bạn. Đó. Chặn cái lưới dưới đây để mình mò trên này mò dài xuống cho tôm nó vô trong lưới mình nha. Rồi, anh em mình chuẩn bị lên trên này lên đầu trên này mò xuống chừng 100 mét hả? Không tới nữa, 50 mét. Nay nước hơi nhiều xíu mình đi hơi sớm, nước hơi nhiều xíu, với lại trên kia nó xả đùng á. Cho nên là nước nó nhiều nha. Vô trong mấy cái hang á, mấy cái mé nó quặn thôi. Con gì bốn đầu anh vậy? Con kìa. Ôi. Ôi con bằng kia luôn. Ôi. Nó trẻ nó dụ vô bé được mà không á. Ừ. Con hay mồi, ít cũng con mà con mồi không heo. Anh trai kia đâu rồi? Đang bắt bò, bắt cua hả? Bắt cua. Nó dụ vô mé lại mà nước chảy này nó dụ vô mé nằm á. Con mồi không á? Vì mình vô cái hối này kìa. Em ở đây ở trong hối luôn em bắt con. Ủa, nó bò rồi, tiêu luôn, rồi. Nó ở dưới nước, ở dưới sâu luôn, ở trên. Ừ, nó giữ dưới mé không à. Tiêu rồi, bún tiêu luôn. Quá bún chặt luôn. Này có tâm số là bự bự không á? Đúng rồi. Ừ, cái lỗ này như nó mới lỡ ra thêm gì lắm. Nó chảy nhiều đó, nè nó sập bự cây luôn đó. Hôm nay nước chảy quá ít cơm. Hôm nay chịu. Mình nữa mình xuống cái lưới mình nhiều á. Đây mình nó chạy. Ê, nhiều. Con cá có cái châu rồi chạy rồi. Nó làm đôi với đây nè, vừa đây. Sâu quá rồi. Một nhát nè, phút đầu. Con này nước sâu quá các bạn ơi. Này sâu quá rồi, nước chảy. Nước chảy mạnh nữa. Nước sâu mà chảy mạnh nữa. Con này chắc không đủ anh em mình đủ ăn hết. Da tôm đâm. Ôi, con nào con thấy chẳng chả không à? Ừ, bự luôn mà nó ở vừa hết rồi. Ừ. Vừa thấy mấy cái dòng chảy mà nó ngang lại, nó bự hết đó. Ừ, đúng rồi. Cá đụng em nhóc hết chưa? Cái gì? Bò không bắt được. Cái gì? Cái chân trơn của mình đó. Ừ. Ôi, vừa thấy mấy cái hối này nhóc luôn lắm ơi. Thì đó, nó chạy luôn luôn rồi, nó rửa rồi đó. Anh nhận đi, đặng anh để cho em thấy rồi. Ôi, nhóc luôn nè, nó nằm cũng vừa cái này. Bự cho nó bắt cái đó được. Cái này, cái này, cái này, cái nó cái này chưa mòn hả? Cái này nè không có đâu anh ơi, nó bận lỏng nó trống rồi phải, nó có ấy gì nó dựa thêm mấy cái hối nó chảy này nè. Đó. Ôi, nó nằm nhóc trong. Ơ trời ơi, mấy con ở nó bún kìa. Ôi con tao bự, nó bún cái bơi. Ôi con bực, nó bún vô cái thùng nó sụp cái đó. Con tao bự nó bún vô rồi bực lên. Ôi. Người đâu rồi nó? Nó đâu rồi? Nó đi rồi. Ơ, có cua không chị? Cua ba chỉ ơi. Chim tre rồi. Chúng bắt luôn hay gì? Tới bên chuyện rồi. Không. Đó. Ôi, nó dụi mấy hối gì lượng luôn à. Rồi. Anh đi qua chung anh em mình ăn mà dễ mà dễ bỏ vô đó chứ. Vô đó vậy. Rồi. Nằm nó lụi dưới cái. Anh đi qua chung với em ăn cho dễ mà dễ bỏ vô đó chứ. Thôi cũng nhiều em ơi chứ không ít đâu lợm ơi. Con nhiều á. Đây cuồng. Hả? Đây nó cuồng. Con này cũng nhiều hết đâu. Mà bự luôn mà ngạt nó bắt không được. Nó chạy quá. Em bắt quá trời luôn đó vậy. Nó chạy quá. Nè, mấy này nè. Chìm vô mấy cái hối nó nằm rồi. Ờ, nước nó quặn nó. Đó nó lội nè, lội nè. Còn con cá. Cái gì? Cá. Đó, ôi. Thú quấn quá. Nó quặn bên nhiều hơn đây đây ít, đây không có nước gì ai quặn. Cá chốt anh em ơi. Mình làm cá chốt rồi. Đây cá chốt còn khô ngàn chứ mình khô nó cơm ăn.
Nếu nó có hang là kiếm con cua. Nếu nó có hang là có cua. Cua cá. Có hang là có cua. Anh sợ cá chứ không có cua đâu. Cá ngon luôn. Thì dỡ cái lưới nãy lên này, dỡ lưới nãy lên là mình à. Ô, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô gì vậy? Vô mực. Quá ngon em ơi. Nó khía đồ nữa nè. Khía cua. Quá im anh em ơi. Quá im mà, quá im mà. Quá im. Luôn hả? Một mấy cua. Không biết nữa. Không biết nữa coi coi. Hai con cua luôn bà khía. Quá im, quá im. Ô, ô, con bà khía bành kia. Có cái quần anh ngồi có đó. Ê, con bà khía bành kia. Nó chạy, nó chạy kìa. Ê, quá ngon, quá ngon. Ui. Ê, ê, nó chạy, chạy bà khía. Chạy, chạy, chạy. Rồi bà tuột, bà tuột, bà tuột, bà tuột. Tuột anh em ơi. Con này là con này bà tuột. Hả? Tuột. Quá wow ngon. Rồi. Con mà khía bên kia luôn các bạn. Dạ đây ở khu vực này có bà tuột nha cả nhà. Có tuột. Dạ nó cả. Cái kiểu này mình luộc nó luôn. Được. Mấy con bà tuột vậy. Đây con luôn đấy các bạn ơi. Đây ôi, con. Cái tua nó hút đã đó nha. Đây con này, đây con nè, đây con nè. Cái tua nó hút đã chứ. À. Đã nè, đây cái nè. Rít rít nè. Ừ, tua nó hút nè. Ôi thì ghê quá. Nè các bạn. Đây là, à, con bà tuột sống luôn nha các bạn. Đó. Tươi rối luôn nha. Nè. Đúng wow. Rồi. Ê. Wow, nó cắn đó. Nó không cắn đâu, nó hút quá, cái tua nó hút thôi. Cua biển, cua biển. Cua biển luôn hả? Ừ, mấy con. Con này cũng cạn chứ vậy. Cái nước chảy nhiều quá nó mặn quá nè. Phơm nè, phơm nè. Ơi có cua biển bự nè, đang con cúng cúng nè. Con cúng nè. Ừ, cái cua biển bự nè. Ê nó kẹp. Có mọi anh em ơi. Vậy là cái lưới mình đem không lầm các bạn ơi. Bà khía nè. Ôi nó kẹp nó ăn tôm luôn nè. Ê nó chạy đó, chạy nước rồi gọi đó. Xuống nước là khó bắt luôn á nha. Biển đây. Cua biển các bạn ơi. Hết sảy còn bảy luôn rồi. Ai ai ai. Đâu rồi đâu rồi. Ở đó kẹp đó. Kẹp 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 kẹp. Đứng tay vô kẹp cái. Hết rồi. Rồi ok. Mình trở lên chảnh mò cái đường đó thì. Nước ngọt quá anh em ơi. Nước ngọt quá anh em ơi. Nước quá ngọt rồi. Ôi. Ôi. Mắc kẹt rồi, mắc kẹt chạy rồi. Nước chạy chưa được. Kỳ quá. Không, bữa nay nước chạy nhiều lắm các bạn ơi. Nhưng mà con nghêu ra, con nghêu nè, con nghêu. Nước chảy rất là nhiều nhưng mà thành quả của anh em mình thì cũng không có mà mệt nha các bạn. Chào mình. Hết hơi rồi, nhưng mà đi lên bên kia. Để mình lên bên kia xíu nha. Để mình lên cút chảnh nghe nước ít chảy đó thì mình mò cái con hậu quả hiệu. Có nghĩa là cái phát hậu quả gì mình ra cho bạn nha, hấp dẫn cái gì quen các bạn coi. Rồi bây giờ mình sẽ lên bên kia. Ở đây nước hôm nay nhiều quá rồi. Bắt không có nhiều. Để mình lên bên kia coi có gì. Rồi chuẩn bị đầu lên kia. Rồi. Được. Rồi quay ra. Ô đừng xuống các bạn ơi. Đây con nè, đây con nè. Đây đừng xuống nữa. Đây con nè. Ô. Ôi, tôm nữa nè. Ôi ôi. Quá. Wow. Đẩy đi lên kia đi. Anh nè. Bóp bóp đi đắc á. Ơi gọi ra ngoài rồi. Tôm đứng ra ngoài. Nó làm đi đắc á. Đó, bây giờ lên đây là bắt tôm nhà nó. Tôm. Con bành bành không nè. Tôm này. Cho nó bự. Tại nước chảy nhiều quá đó. Tôm bự. Tôm nhỏ đi. Rồi cameraman xích xích lên dài dài. Rồi. Đây nè, mình sẽ cho các bạn xem một cái con tôm xuống. Da. Xuống nha. Có đường xuống đã lắm. Xuống cái tay á. Cầm nó đã cái tay. Chí đi. Sao tới lượt em ta. Chí nó không tới lượt em. Chờ từ từ. Cầm xuống rồi lên đã tay. Nó bự. Cũng hư hư vậy. Mình hơi ngang bữa nay nước lớn á cho bạn không trúng vô ngực á. Chứ qua ngang là nước gần rộng mà trúng vô ngực là bị tặc thở luôn. Đây một con nữa. Wow. Wow. Thời tới rồi đã không nổi các bạn ơi. Quá trời rồi. Thời tới đã không nổi rồi. Để ra dần đi rồi đi hối đi. Không cái đó có đó có tôm á. Nằm như gốc cây vậy đó chứ gì. Nằm phơi cạn. Cứ ngắt hả. Thời tới đã không nổi. Thời tới kìa. Đi sơn các bạn, mình lắng lắng xuống đây nè, mình kiếm nguồn xuống cho trên đây. Đây nè, đây là con tôm xuống nữa nè, mà nó bự nha. Mình tính lắng lắng với kiếm nguồn xuống mà trên đây không có xuống đâu các bạn. Trên đây, đi tới tán thôi.